cho chụp. Không cho chụp hình ta. Đi vô đi. Bà có biết chưa? Đi con, mấy bà đi. Chạy con. Đi đi về phải à? Đông cái về, đi đông cái mệt, muốn xỉu rồi. Hả? Ờ, đẹp quá. Đi chiều nào và theo chiều đó chứ không có mà đi lộn xộn mà áo dài mới vô quỳ được, còn ví dụ như không có thì quỳ mới sao, chứ mặc đồ màu đồ này kia rồi đó. Sao mẹ con hồi nãy bả đi vô bả đâu không thấy bả, chắc ra rồi quá, ra rồi đi ra khác chiều, không cho đứng luôn ha. Đứng sao ta đi được, phải có mấy người quản lý vậy mới nề nếp mới được chứ. Ra ra chỗ nãy á, kìa má có đứng kìa, má đứng kìa. Đứng bà kia mình đó, kia bả. Ơi ơi chị Khang không có lại đứa hộ pháp à? Hả? Ba ông này. Chụp rồi không cho đó. Không cho đâu. Cái đó mình đang bỏ mình đi mình chụp lên cái. Đây đi phải bạn. Đi theo chiều chứ đâu có được đi lộn xộn đâu. Quá trời đông. Lừa chứ sao bà đi vô năm sau rồi em cũng ngủ bà đi giờ bà chúc ơi. Không có biết, vợ ông Phát đâu, ai biết đâu nè. Nãy hai người đi chung có biết đâu. Có điện thoại rồi.
cái con đường này. Chị Hai kìa. Rồi. Chị Hai lại đây đứng đây mát nè chị Hai. Ra đây đứng mát. Lại đây ra đây mát. Nó nắng lắm. Trời má bỏ kiếm chị kìa. Đi. Ăn cơm đi nó bụng quá. Ăn cơm xong đi lại đền thờ Phật mẫu á. Má má. Bà đứng thẳng. Bà móc điện thoại bà điện này vậy á. Bà móc điện thoại bà điện này vậy. Đây nè, đây nè. Kiếm bệnh kìa, lại kiếm. Đây nè, đây nè, đây nè. Trời bà đứng bà móc điện thoại bà điện mà năm á. Bà điện hoài không được. Má không có gọi chị đâu. Má nó bà gọi chị không bắt máy. Giờ má ai đi kiếm đi. Má ai đi kiếm đi. Sao bà nói bà điện không được. Ôi, thử bà điện bà sợ được. Điện ai vậy? Đây nè, trời ngồi chơi chơi đây. Lát đó mà sợ. Ăn cơm vậy, ăn cơm đâu? Chỉ là bên kia kìa. Trời đi bộ chắc khóc luôn á. Trời vòng đây đi qua. Đi bộ chắc khóc luôn quá. Đi sắp phụ em này đi. Ủa cái vỏ của em đâu? Đây. Nó tụng me luôn không? Rồi đi. Ừ. Đợi đông nghẹt. Sơ ôm ăn cơm hả? Ăn cơm đi sơ ôm hả? Đợi ăn cơm đi sơ ôm hả? Cơm ở đâu? Đi đây. Đâu? Đâu? Thẳng nè. Thẳng dưới đây. Thẳng đó. Bọc lên kia. Cũng xa à. Đi sơ ôm cho đỡ đỡ. Rồi. Đi sơ ôm đi. Để trời ăn cơm đi sơ ôm kìa. Có 10 ngàn thôi trời. Thôi. Đi sơ ôm đi bà con ơi. Đi bà con. Cô Năm đây nè cô Năm. Quá trời đông luôn hồi nãy giờ đi mấy. Hả? Đi bộ hả? Trời ơi. Mười hai cổng luôn. 12 cái cổng. Rồi tắt đi dù chút chừng nào mà tới đi đi dự hội yến gì kêu bằng đi gì Diễu Hành đi tới Diễu Hành đi mới đẹp. Dạ kìa lại xuống rồi là ơi mặc áo dài mới vô quỳ lại chứ còn không ấy là cho quỳ dưới sau không có được lên trước quỳ cái bà. Ừ. Màu màu không có được lên luôn á, không cho vô kìa.